Thực ra những cái offer của Shark Liên là rất giá trị. Shark Liên là người mà có thể giúp các bạn đưa sản phẩm sang Đức để làm cái patent, đăng ký cả thương hiệu, cả brand. Thứ hai nữa là Shark Liên cũng làm trong một lĩnh vực mà tiếp xúc với rất nhiều những người có nhu cầu này, là đó là công ty bảo hiểm. Shark Liên cũng có những cái quỹ đầu tư từ thiện rất là tốt, và quỹ đó có thể mua sản phẩm này để tặng cho những người có nhu cầu. Nhưng mà cái vướng của các bạn ở đây chính là vì các bạn đã chót nhận một cái khoản đầu tư, giá trị doanh nghiệp thì lớn nhưng thực ra số tiền lại rất nhỏ. Cho nên là bây giờ nó hơi mắc một chút ở đây. Nếu như bây giờ mà Shark Liên đòi 25% thì down round khá là sâu. Dạ, đúng. Nó chỉ còn có 20 tỷ thôi. Giá trị valuation còn có 20 tỷ thôi. Vì vậy cho nên là một là các bạn mặc cả với Shark Liên để tìm ra một cái tiếng nói chung. Cách thứ hai là bạn vẫn giữ được cái giá đó, nhưng mà cái phần trăm dành cho Shark Liên thì đúng như bằng cái giá trước, đó là khoảng độ 15%, và 10% còn lại thì tặng cho Shark Liên khi mà Shark Liên thực hiện được những cái cam kết như là đưa bạn được sang patent bên Đức. Dạ, cảm ơn Shark Hưng, phân tích quá là đầy đủ. Đây là một chuyên gia. Dạ. Cấu trúc deal. Cấu trúc deal. Dạ. Bản thân khi nó bọc lại thì bản thân cái sassy và cái khung xe đã thành một cái xuồng rồi. Nó thành một cái xuồng, nó nổi. Tại vì không không khí lọt vào xe thì trong xe đã có đủ không khí để nổi. Là lợi dụng một cái nguyên lý về lực đẩy axiomet. Vì chúng ta hình dung là một cái xe nó có thể nặng tới hàng tấn, nhưng bản chất của nó lại rỗng. Và vì vậy cho nên là khi mà nó rỗng như vậy thì nước nó chui vào trong, thì cái khả năng mà nổi là rất khó xảy ra. Mà sau khi cái dùng cái bao bố này bọc lại thì nó sẽ có cái trọng lượng nhỏ hơn là cái thể tích nước mà nó chiếm chỗ, đúng không? Đó là nguyên lý của lực đẩy axiomet. Có nghĩa là tất cả những cái vật thể nào mà nó có cái trọng lượng nhỏ hơn cái thể tích nước mà nó chiếm chỗ thì sẽ nổi. Còn cái nào mà trọng lượng lớn hơn cái thể tích nước mà nó chiếm chỗ thì nó sẽ chìm. Thế thì ở đây là gì? Là bạn cái cách bạn ấy bọc lại như vậy nó sẽ đã giúp phần là gì? Là tăng cái thể tích nước mà cái xe đó chiếm chỗ. Đó là nguyên lý cơ bản. Thanks for be loving Vietnamese people and good products for Vietnamese people as well in Vietnam. But I'm working in the real estate business. And I don't have any advantage to offer you. That's why I don't have an offer for you for this case. And good luck with the three offer. Here is enough for you. You have to make decision right now. Right now, he's number one in Vietnam in home appliance and house kitchenware. Okay. In Vietnam. Em xin chốt. Sắc hơn à? Ok. Thế em có tiếc Shark Liên không? Thì để anh mời Shark Liên tham gia cùng. Dạ, em cũng rất là thích các công ty bảo hiểm. Em có muốn là anh với Shark Liên bắt tay nhau không? Dạ, nếu mà được thì rất là tốt đối với em. Vậy chốt lại là cái deal là deal của anh, nhưng mà anh sẽ mời Shark Liên tham gia cùng. Chị ơi, chị có muốn về chị em mình dìu dắt em? Nếu muốn nhá, cả hai anh em đều đến đây và mời chị. Em xin kè với. Không có chị là kè không thành công đâu. Không có chơi với sắc kè. Dạ, cảm ơn. Cái gì nhỉ, bài hoặc cái gì mà khi chúng ta về chung một nhà nhỉ? Khi ra chung về một nhà. Chúng ta về chung một nhà. Ok. Yeah. Ok, rồi, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Sắc Liên rất là nhiều.